Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu. Để. Trung. Tín. Lễ. Nghĩa. Liêm. Sĩ. Câu chuyện Hứa Vũ dạy dỗ đệ đệ. Hứa Vũ từ Trường Văn sang vào thời Đông Hán. Cha mẹ mất sớm. Năm đó Hứa Vũ mới 15 tuổi đã phải gánh vác trọng trách nặng nề của gia đình, nuôi nấng dạy dỗ hai đệ đệ còn nhỏ dại, mãi cho đến khi ba huynh đệ cùng có được công danh. Hứa Vũ của quận Cối Kê tài năng học vấn uyên bác, đức hạnh trác diệp, đặc biệt phong làm hiếu liêm, được ban cho chức công tào quyển thừa, phái ngươi ngày mai đi nhậm chức. Con cái nhà họ Hứa quả là không giống như những đứa trẻ khác, tổ tiên rất có đức hạnh, con cái đời sau quả là làm cho tổ tiên nở mặt, hiếm có. Đại nhân, ngài đến rồi. Ngày mai phải lên đường nhậm chức rồi. Hành lý đã chuẩn bị xong hết chưa? Vẫn chưa à? Sắc mặt của ngươi sao trông khó xem vậy? Có phải là có tâm tư không? Không giấu gì đại nhân, học trò đang do dự việc đi nhậm chức. Ồ, vì sao vậy? Học trò nhờ vào sự bình cầu của người trong thôn mà được phong lập hiếu liêm, vốn phải tận lực đền đáp triều đình. Nhưng mà hai đệ đệ của con còn nhỏ tuổi, sao có thể bỏ mặc không chăm sóc chúng chứ? Nhưng nếu như ngươi lỡ cơ hội lần này thì không còn duyên với con đường công danh nữa. Ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Đại nhân, xin thứ lỗi cho Hứa Vũ thất lễ. Hay là ngài chọn vị hiền tài khác đi. Con nguyện ở nhà dạy dỗ nuôi nấng hai đệ đệ, mong chúng có thể sớm ngày thành tài. Hy vọng đại nhân thành toàn cho. Thôi được rồi, vì tình nghĩa huynh đệ mà từ bỏ công danh lợi lộc thật đáng quý. Hứa Vũ từ bỏ tiền đồ của chính mình mà chuyên tâm chăm sóc hai người đệ đệ. Nhưng hai đệ đệ lại rất ngang bướng. Hiếu đệ giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dư. Hiếu đệ giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dư. Ý nghĩa của câu này là nghĩa của hiếu đệ là căn bản của đối nhân xử thế. Đối với người lớn phải lễ kính hiếu thuận, đối với bằng hữu huynh đệ phải thức yêu khiêm nhường. Cho nên chúng ta phải làm được nhập tắc hiếu, xuất tắc đệ. Được, tiếp tục đọc. Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Hiếu đệ giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dư. Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Hiếu đệ giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dư. Huynh vừa nói cái gì? Hai đệ nghe rõ chưa? Đưa tay ra đây. Hôm nay lần đầu bỏ qua cho hai đệ. Nếu như sau này còn tin nghịch nữa, huynh sẽ thực sự phạt đó. Dạ. Mẹ. Thức vậy thôi, bao giờ đọc sách nào. Buồn ngủ quá, để tụi đệ ngủ thêm một chút nữa. Trời còn chưa sáng mà, để lát nữa vậy. Đến lúc nào rồi? Còn muốn ngủ nữa? Các đệ lười như vậy, không có chí tiến thủ. Cùng Quynh đi ra ruộng, Quynh nhìn các đệ đọc sách, học tập như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Kỳ vi nhân giả hiếu đệ, nhi hiếu phạm thượng giả, tiễn hỷ. Bất hiếu phạm thượng nhi hiếu tác loạn giả, vị chi hữu giả, quân tử vụ bổn, bản lập nhi đạo sanh, hiếu đệ giả giả, kỳ vi nhân chi bổn dư. Nhị ca, tụi mình chơi chút đi. Đại ca xem chặt như vậy, bị huynh ấy phát hiện thì phải làm sao? Việc này... À, có cách rồi. Huynh khát rồi, gần đây chỗ nào có nước nhỉ? Đây cũng khát nữa. Này, không phải ở đây có dưa hấu sao? Đây là của người ta, chúng ta không thể ăn. Chúng ta là không ăn của chùa. Một lát nữa chỗ ruộng đến, chúng ta trả tiền cho họ là được mà. Nhưng mà... Mau, mau cởi cái yếm đỏ ra. Bọn tiểu gia độc các ngươi đã dẫm hỏng hết dưa của ta rồi. Xin lỗi đại bá. Xin lỗi à? Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Không phải tụi con cố ý, mà là trâu của bá chạy tới đó chứ. Trâu làm sao vô duyên vô cớ chạy vào trong ruộng chứ? Hả? Ồ, các ngươi lại dám ăn trộm dưa của ta nữa à? Tụi con ăn dưa của bá, trả tiền cho bá là được rồi. Im miệng. Dung đầu người cần mượn rõ, nếu con hỏi thì thành trộm cắp. Hai đệ mau xin lỗi bá ấy đi. Đừng ở trước mặt ta giả thánh nhân. Nếu như người giáo dục tốt, bọn chúng đã không làm như vậy rồi. Thật không biết hổ thẹn. Thể diện của nhà họ Hứa đã bị bọn ngươi hủy hoại rồi. Cha, mẹ, là con trai vô dụng, không dạy dỗ tốt hai đệ đệ, đến nỗi làm ra chuyện nhục nhã gia phong này. Là lỗi của con. Con phải làm sao để dạy bảo hai đệ đệ đây? Cha mẹ, con trâu nhỏ như vậy nó có thể làm việc sao? Không có một con trâu nào vừa sinh ra thì có thể làm việc. Đều là sau khi thông qua rèn luyện mới có thể cày ruộng cày đất. Đúng vậy, không thể vì con trâu còn nhỏ mà mỗi ngày cứ nuôi dưỡng ở trong chuồng. Như vậy lâu ngày trâu sẽ sinh ra tâm lười biếng. Chỉ có thể chịu khổ chịu cực mới có được sự yêu quý của mọi người. Cha, mẹ. Hôm nay Quynh ở trước linh vị của cha mẹ nói chuyện với hai đệ. Hai đệ đã ngang bướng thành thói, lại không có chí tiến thủ, làm nhục tổ tiên, làm bại hoại đức hạnh của Hứa gia. Chúng ta ở riêng đi. Từ hôm nay trở về sau, hai đệ không phải là người của Hứa gia ta nữa. Hả? Ở riêng? Hai đệ không có chí tiến thủ, gian nhà tranh và một mẫu đất, cho hai đệ là đủ rồi. Toàn bộ còn lại là của Quynh. Thế nào? Đại ca, vì sao Quynh muốn đuổi hai đệ đi vậy? Hứa gia chúng ta không có những kẻ không có tiền đồ như hai đệ. Vì sao Quynh chỉ chia cho tụi đệ một mẫu đất cằn, một căn nhà tồi? Thật không có lý lẽ mà. Loại người vô đức vô nghĩa như hai đệ, không có lý lẽ gì để nói cả. Đại ca không cần chúng ta nữa. Vì ca đưa đệ đi đi. Vì sao đại ca bắt nạt chúng ta chứ? Hứa Vũ này sao có thể làm ra những việc này? Đuổi hai đệ đệ còn nhỏ dẫn như vậy ra khỏi nhà chứ. Hai đứa nhỏ này tuy là nghịch ngợm, cậu ấy phải dạy cho thật tốt mới phải chứ. Sao lại đuổi ra khỏi nhà? Hứa Vũ thật không có đức hạnh mà. Nhị ca, đệ đói lắm. Lương khô của chúng ta đã ăn hết rồi, chỉ còn lại khoai tây thôi. Huynh biết nấu cơm không? Không biết, rất khó đó. Nếu không thì đệ đi tìm đại ca xin chút gì đó ăn đi. Tại sao là đệ chứ? Huynh tự đi đi. Đệ ngoan, đệ nhỏ nhất, đại ca nhất định sẽ không để cho đệ đói bụng đâu. Có chuyện gì? Đại ca, tụi đệ đói. Các đệ đói liên quan gì tới huynh chứ? Đại ca, cho tụi đệ chút gì ăn đi. Hàm ăn biến làm. Tụi đệ và những người giả ăn mày ngoài phố có gì khác biệt chứ? Không biết hổ thẹn. Bạn xem, Hứa Vũ vừa đuổi đệ đệ ra khỏi nhà, thật không có nhân nghĩa mà. Đệ đệ tuy là nghịch ngợm, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, cậu ấy nên dạy dỗ tốt, sao có thể mặc kệ chứ? Phải đó, Hứa Vũ đứa nhỏ này trước đây rất tốt, tại vì sao đột nhiên lại... Nhị ca. Hứa Vũ, có việc gì không? Đại Thẩm, xin người hãy giúp con. Tụi con đừng khóc nữa, mau ăn đi. Đại Thẩm, đại ca, Quỳnh ấy bỏ mặc tụi con rồi. Đừng gọi Quỳnh ấy là đại ca nữa, Quỳnh ấy không xứng làm đại ca của chúng ta. Cũng đừng nói như vậy, nhưng mà cậu ấy vẫn là đại ca của các con mà. Có đại ca nào mà như vậy chứ? Ngay cả việc sống chết của đệ mình cũng mặc kệ. Nhị ca, vậy không được đâu, tụi mình đi đốn củi đi. Hả? Đi đốn củi còn phải lên núi. Thú vị đó. Nhưng mà trời lạnh thế này. Không biết hổ thẹn, bản thân lười biếng, không muốn đốn củi lại tìm đến đây, không cho. Con à, mau đắp cái này lên đi, lạnh đến nỗi sinh bệnh thì phải làm sao. Cảm ơn Đại Thẩm. Con à, các con phải học cách tự chăm sóc, không thể lúc nào cũng dựa vào người khác. Đại Thẩm, chúng con không bao giờ đi tìm Quỳnh ấy nữa đâu. Không có Quỳnh ấy, chúng con vẫn sống tốt như thường. Ông xem, hai đứa trẻ này ăn mặc phong phanh gì vậy, thật đáng thương. Đúng rồi, tụi nhỏ đã không có cha mẹ, cũng chỉ có một người huynh trưởng thân nhất, mà lại còn như vậy. Hey, có thể Hứa Vũ có nỗi khổ tâm của nó. Chúng ta không còn gì ăn nữa, làm sao bây giờ? Hay là... Được. Hai vị khách quan, các vị muốn ăn cái gì? Bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, tiệm nhỏ của ta cái gì cũng có. À, cho một đĩa đậu phộng, 2 bát mì hành. Được rồi. Một đĩa đậu phộng, 2 bát mì hành. Hai vị khách quan, xin mời dùng. Để ăn trước đi, tôi ra ngoài mua một ít nước sốt. Ê, cậu vẫn chưa trả tiền mà. Cái này con... À, muốn ăn quỵt hả? Phải để cho ngươi nếm thử nắm đấm này của ta. Mình muốn đánh thì hãy đánh tôi đi, vì không liên quan gì đến đệ ấy. Hứa Vũ à, đệ con xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Hứa Yến và Hứa Phổ ăn cơm không trả tiền bị người ta giam lại rồi, muốn đánh bọn chúng nữa. Dừng tay, sao huynh lại đánh người? Chúng ăn cơm không trả tiền, không cho chúng ngoại học thì chúng không biết hối cải. Ăn cơm không trả tiền tuy không đúng nhưng cũng không thể đánh người. Huynh mau thả đệ của ta ra. Được thôi, có thể thả ra. Thanh toán tiền đi. Tiểu nhị, qua đây nói chuyện một chút. Chuyện này là thế nào? Huynh không biết đâu. Hai đứa em này của tôi thổi nhỏ ngang bướng, lại ham ăn điếng làm. Để bất đắc dĩ mới... Để phải rèn luyện chúng, để chúng có thể tự lập, có thể sớm ngày thành tài. Hy vọng huynh có thể phối hợp với đệ. Việc của bọn chúng để bọn chúng tự giải quyết. Tiền này tôi không đưa. Vậy được, ngươi đã không đưa, ta chỉ có thể bắt bọn chúng đưa đến quan phủ thôi. Cầu xin huynh đừng đưa bọn đệ đến quan phủ. Không đưa đến quan phủ cũng được. Vậy hai ngươi phải làm việc ở chỗ của ta để bù tiền cơm hôm nay. Hiện tại trong tiệm đang thiếu người kéo xe gia súc. Vậy thì hai ngươi đi kéo xe chuyển hàng cho ta đi. Đệ không sao chứ? Đệ chết đệ rồi. Đây là công việc của người làm sao? Hứa Vũ, đều tại hắn. Thấy chết không cứu mới khiến hai ta phải chịu nỗi khổ này. Chúng ta nhất định phải sống cho đàng hoàng cho Quynh ta xem. Đúng vậy, chúng ta không thể thua kém. Phải là một người có đức hạnh, không để Hứa gia mất thể diện. Em nhất định phải học thật tốt. Tự viết: hiếu học cận hồ trí, lực hành cận hồ nhân, tri sĩ cận hồ dũng, tri tư tam giả, tắc tri sở dĩ tu thân, tri sở dĩ tu thân, tắc tri sở dĩ trị nhân, tri sở dĩ trị nhân. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 3 năm rồi. Hứa Yến và Hứa Phổ đã trưởng thành, đồng thời nhờ vào đức hạnh và học thức của bản thân, được người trong thôn song song tiến cử làm hiếu liêm. Cảm tạ sự giúp đỡ của các vị hương thân phụ lão, đa tạ mọi người. Còn cái Hứa già đúng là không giống những đứa trẻ khác. 3 đứa con trai đều được phong là hiếu liêm, hiếm thấy. Đại ca, huynh khóc cái gì vậy chứ? Thấy bọn đệ làm quan thì ghen tức à? Đại ca bị cắt vai vào mắt rồi. Người ta nào phải ghen tức bởi chúng ta chứ? Phải, người ta giữ ruộng tốt nhà lớn không tốt bằng làm quan. Có điều từ đầu tới cuối huynh ấy vẫn là lão ba tánh đúng không? Đúng rồi, nếu như đã là lão ba tánh vậy thì nhìn thấy bổn quan có phải là nên hành lễ. Đó là đương nhiên. Quỳ xuống. Không được, cậu ấy là đại ca của các con. Đại thẩm, cảm ơn người thường xuyên giúp đỡ chúng con. Ân tình của người chúng con khắc ghi trong lòng. Nhưng mà đối với Hứa Vũ, hôm nay Quynh đệ mình nhất định phải trút được cơn tức giận này. Quỳ xuống. Không được đâu. Các con à, quan uống cho đại ca các con rồi. Cậu ấy làm tất cả đều là vì các con. Thực ra ta mang cơm, chăn bông đến cho các con đều là đại ca của con bảo ta làm đó. Hey, các đệ à, thật sự quan uống cho đại ca của các đệ rồi. Còn nhớ không, lần đó các đệ ăn cơm không trả tiền ở trong quán cơm của Quynh, Quynh và các đệ làm việc khổ cực không? Đại ca của các đệ lúc đó đã trả tiền cho Quynh rồi. Đệ ấy chính là muốn rèn luyện các đệ một chút, để cho các đệ từ bỏ thói quen xấu, hăng hái mà học tập. Đại thẩm, chuyện này là thật sao? Đại ca, Bọn đệ sai rồi đại ca. Yến Nhi, Phổ Nhi. Hứa Vũ nhẫn nhục gánh vác trách nhiệm để thành toàn công danh cho đệ đệ. Đức hạnh hiển hiện khiến người đời sau khâm phục, tôn kính. Từ đó gia tộc Hứa Vũ liền được bá tánh gọi là hiếu đệ Hứa gia. Cẩn dịch, ban biên dịch. Tình không pháp ngữ. Địa chỉ email vongtaicư sĩ@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử Quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. No.